Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh YouTube báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, giả đăng kiểm viên, giả mạo chữ ký, thuê đăng kiểm viên có tay nghề thấp, bỏ qua lỗi của xe. Đó là những chiêu trò để các trung tâm đăng kiểm dành khách. Theo thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng Cảnh sát hình sự PC02 nhấn mạnh, tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm là có hệ thống chỉ đạo xuyên suốt từ trên xuống dưới, Đặc biệt là những người đầu não là nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam Trần Kỳ Hình, Đặng Việt Hà được cho là hàng tháng, hàng quý nhận tiền từ giám đốc các trung tâm đều như lãnh lương. Hai đời cục trưởng đăng kiểm Việt Nam nhận hối lộ như thế nào? Ngày 17 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo cung cấp thông tin liên quan các sai phạm tại nhiều trung tâm đăng kiểm. Theo Công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Trần Kỳ Hình, nguyên cục trưởng cục đăng kiểm Việt Nam để điều tra về tội nhận hối lộ, cùng bị bắt với ông Hình còn có bốn thuộc cấp. Ông Trần Kỳ Hình giữ chức vụ từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến tháng 8 năm 2021 thì nghỉ hưu theo chế độ. Trong thời gian này, ông Hình từng trả lời báo chí về tình trạng tiêu cực tại các trung tâm đăng kiểm khi đó người đứng đầu ngành đăng kiểm cho rằng đơn vị này xử lý rất nghiêm đóng cửa hàng loạt trung tâm đình chỉ vô thời hạn nhiều trung tâm lãnh đạo trung tâm đăng kiểm viên trên cả nước ông hình cho rằng quan điểm của cục nếu có sai phạm trong ngành đăng kiểm thì sẽ xử lý nghiêm khắc không cả nệ dung túng ông cũng khẳng định sẽ cách chức đuổi việc lãnh đạo trung tâm đăng kiểm tiêu cực sau khi ông hình nghỉ hưu ông đặng việt hà 51 tuổi quê Hà Nam được bổ nhiệm làm cục trưởng cục đăng kiểm từ ngày 11 tháng 8 năm 2021. Tuy nhiên, đến ngày 11 tháng 1, ông Hà cũng bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Theo đại tá Trần Văn Hiếu, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các ông này với cương vị là cục trưởng cục đăng kiểm nhưng đã buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, nhận hối lộ từ giám đốc các trung tâm đăng kiểm ở khắp các tỉnh thành trong cả nước cơ quan điều tra chưa công bố về khoản tiền đã nhận nhưng cho biết hành vi của ông hình ông hà diễn ra trong thời gian dài xuyên suốt cụ thể với vai trò người đứng đầu cơ quan quản lý hoạt động đăng kiểm ông hình và sau này là ông hà đã nhận hối lộ số tiền hàng trăm triệu đồng để ký duyệt mã số đăng kiểm và giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dù biết rõ các trung tâm đăng kiểm này chưa đủ điều kiện theo quy định sau đó, định kỳ hàng tháng, hàng quý, giám đốc các trung tâm đăng kiểm ở khắp các tỉnh thành trong cả nước phải chung chi hối lộ cho Cục trưởng Cục đăng kiểm và lãnh đạo các phòng ban của đơn vị này. Trong đó, công an xác định hành vi nhận hối lộ của ông Trần Kỳ Hình là thông qua ông Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới Cục đăng kiểm Việt Nam, bị khởi tố ngày 4 tháng 1 vừa qua. Theo công an thành phố Hồ Chí Minh, sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm là có hệ thống, xuyên suốt, diễn ra trong thời gian dài liên quan các nhân viên, ban giám đốc các trung tâm đăng kiểm và lãnh đạo cán bộ thuộc cục đăng kiểm. Tại các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh thành có các đối tượng cò móc nối với các nhân viên đăng kiểm viên. Còn các lãnh đạo trung tâm đăng kiểm thông đồng có cách chặt chẽ với các phòng ban của cục đăng kiểm Việt Nam, trong đó chủ yếu là phòng kiểm định xe cơ giới và các cục trưởng để hoạt động trái pháp luật, thu lợi bất chính. Cụ thể, nhân viên đăng kiểm viên tại các trung tâm nhận tiền của các chủ xe, từ đó bỏ qua các lỗi vi phạm bằng các thủ đoạn như làm ngơ các lỗi vi phạm khi kiểm tra thủ công, cho thuê phụ tùng đảm bảo tiêu chuẩn để thay tạm khi kiểm định xe, dùng phần mềm can thiệp vào hệ thống đăng kiểm để thay đổi thông số kiểm định khí thải. Tại một số trung tâm, còn dùng chiêu sử dụng những nhân viên bình thường mặc đồng phục đăng kiểm viên để vận hành dây chuyền kiểm định xe cơ giới, thậm chí giả chữ ký đăng kiểm viên ký vào hồ sơ kiểm định phương tiện. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang mở rộng điều tra vụ án tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm nói trên. Đồng thời theo chỉ đạo của Bộ Công an, tại các tỉnh thành khác, công an địa phương cũng đang xử lý các trung tâm đăng kiểm có hoạt động vi phạm pháp luật trên địa bàn. Thưa quý vị, Liên tiếp các cán bộ đăng kiểm tại các trung tâm vướng vòng lao lý ngay khi những ngày Tết cận kề. Sự việc không những làm chấn động ngành đăng kiểm mà còn làm xáo trộn ảnh hưởng lớn đến cuộc sống sinh hoạt của người dân. Mới đây tại buổi tổng kết hoạt động đăng kiểm vào chiều 16 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho rằng những sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm vừa qua để lại hậu quả đau xót đối với những người thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam nói riêng và Bộ Giao thông Vận tải nói chung. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, lãnh đạo Cục Đăng kiểm mà còn nhận tiền thì chịu luôn. Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng thẳng thắn chỉ rõ: "Thời gian qua, cục gặp sự cố rất lớn, sai phạm nghiêm trọng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải cho rằng không có con đường nào khác, vấp ngã thì phải đứng dậy và nhìn thẳng vào sự thật." Ông chia sẻ: "Dù mới về công tác tại bộ được 2 tháng, nhưng bản thân cũng thấy xấu hổ và cách đây hai ngày ban cán sự đảng của bộ khi thực hiện kiểm điểm cuối năm dù trách nhiệm không liên quan nhưng từ tập thể đến cá nhân đều chủ động hạ một bậc thi đua ông thắng nhìn nhận lãnh đạo cục còn nhận tiền theo tháng nữa thì chịu luôn đó gọi là bảo kê tội phạm cho nên không thể tha được anh thực hiện chức năng quản lý nhà nước nhưng nhận tiền hàng tháng để bảo kê thì còn gì là chỉ đạo quản lý nữa đây là quản lý nhà nước hay tội phạm sẽ còn nhiều cán bộ của chúng ta vướng vào vòng lao lý, nhưng thoái hóa biến chất thế này thì phải làm đến tận cùng, thay đến 100% cũng phải làm, hư quá rồi. Theo ông Thắng, giờ không còn con đường nào khác, cục đăng kiểm phải nhìn thẳng vào sự thật, tự soi, tự sửa, vấp ngã phải đứng dậy. Trước mắt, người đứng đầu ngành giao thông yêu cầu lãnh đạo cục đăng kiểm phải nhận thức sâu sắc về các sai phạm, thay vì tìm cách trốn tránh, ngành phải thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc sửa chữa theo đúng lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta không sợ sai lầm, chỉ sợ phạm sai lầm mà không quyết tâm sửa chữa. Vì vậy, ông Thắng yêu cầu ngành phải làm tốt lĩnh vực được giao, cụ thể ở đây là khẩn trương khắc phục, tháo gỡ tình trạng ung tắc tại các trung tâm đăng kiểm, không được để gián đoạn công tác kiểm định xe, làm ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại của nhân dân. Ông cũng yêu cầu Cục Đăng Kiểm ra soát lại bốn vấn đề lớn trong công tác kiểm định xe, Cơ giới là xây dựng thể chế, ban hành các quy định liên quan đến đăng kiểm, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, thực hiện phân cấp phân quyền, cùng với đó quan tâm đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực vừa có trình độ vừa có đủ đạo đức, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, phần mềm xưởng đáp ứng điều kiện hoạt động, đặc biệt chú trọng công tác tổ chức thực hiện vận hành hoạt động. Bộ trưởng cũng lưu ý cục đăng kiểm cần khẩn trương nghiên cứu trình sửa đổi ngay nghị định 139/2018 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới trên cơ sở những tồn tại, lỗ hổng để xảy ra các sai phạm trong thời gian vừa qua. Trong quá trình nghiên cứu sửa đổi phải làm việc với các địa phương, bộ ngành để có những góp ý, toàn diện thống nhất điều chỉnh những nội dung không còn phù hợp với thực tiễn một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, cũng không vì quá lo sợ mà siết quản lý quá chặt chẽ. Cục đăng kiểm Việt Nam cũng có trách nhiệm tăng cường quản lý, thanh tra kiểm tra, xây dựng quy định tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động kiểm định xe cơ giới, có đủ tiền kiểm, hậu kiểm một cách cụ thể chi tiết, đặc biệt ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quan trọng này. Ông Thắng cũng yêu cầu phải thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở đăng kiểm không đáp ứng được yêu cầu, vi phạm pháp luật. Song song với đó, tập trung nguồn nhân lực vận hành trở lại các trung tâm đăng kiểm phục vụ nhu cầu người dân, có vướng mắc gì phải trao đổi ngay với lãnh đạo bộ để có phương án tháo gỡ ngoài ra bộ trưởng nguyễn văn thắng cũng yêu cầu cục đăng kiểm phải quan tâm chăm lo đến đời sống của đội đăng kiểm viên đặc biệt sau khi lắng nghe ý kiến của đại diện các điểm cầu ở địa phương bộ trưởng giao thông vận tải tin tưởng mọi người đang rất quyết tâm khắc phục những khó khăn tuy nhiên ông yêu cầu các trung tâm đăng kiểm phải tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian giáp tết khi nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân tăng cao cũng trong chiều 16 tháng 1, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng ra quyết định điều hành hoạt động Cục đăng kiểm Việt Nam cho ông Nguyễn Vũ Hải, Phó cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nước ta đã từng bước ngăn chặn tệ nạn tham nhũng vặt. Tuy nhiên, phòng chống tham nhũng nói chung và đấu tranh với tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực vòi vĩnh nói riêng vẫn là cuộc chiến không ngừng, không nghỉ như các cấp có thẩm quyền đã xác định. Đó là cuộc chiến vừa phải rất quyên quyết trong phát hiện xử lý theo đúng quy định pháp luật, vừa phải rất kiên trì trong giáo dục, quản lý, ngăn ngừa răng đe rồi tới đây những vụ việc này sẽ được các cơ quan chức năng xử lý triệt để như thế nào xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tin tức tiếp theo